niya. Dito ka. Tere. Xe rồi nên ta nghỉ nha. Trời tối rồi. Trời tối rồi con, đi cầm tay ba xuống đây. Nhanh nhẹ, nhà mình cũng sắp xong rồi tiếp nha. Bà cảm ơn con mấy bữa nay phụ ba rất nhiều công việc nha. Cảm ơn con nha. Để vài bữa nữa hoàn thiện xong hết luôn thì để ba đánh ba đưa cho con, ba đưa con đi chơi nhé. Nào con lại đây con, ba ba rửa rửa tay cho nào. À, hôm nay tiếp rất dễ nha, phụ ba rất là nhiều việc. Nè, ba ba rửa mặt cho nào. Nào con cầm cho ba ba rửa tay nè, con cầm cho ba nè. Đúng rồi. Rồi tiếp gọi đấy nha. Ô nào, con cầm cho ba cái nữa nè. Con cầm đi. Con cầm cho ba rửa mặt cái nè. Con cầm nè. Con cầm đi. Đúng rồi. Cầm cho ba rửa mặt. Trời nóng này mà được tắm này tiếp nha. Con có tắm không? Ba tắm cho. Hả? Con có tắm không? Để ba cởi đồ ra con tắm cho con nhé. Ủa, tắm cho mắng nha. Ba cửa quần cho nó sẵn là ba tí ba giặt đồ cho em luôn nhé. Đứng lên con. Đứng lên con. Chúng ta để bay lấy khăn. Con đứng lên để ba mặc đồ cho nào. Con đứng lên ba mặc đồ cho. Con đứng lên ba mặc đồ cho. Trời.
chặt hết rồi. Màu lớn quá. Nhà cũng sắp xong rồi, nào rảnh ba đi dẫn con đi chơi nhá. À, con đứng lên, con đứng lên, con đứng lên. Bà con ngồi đây đợi ba nhé, để ba đi lấy đồ cho con ăn nhé. Để ba tí nhé, con đợi đây nhé. Này, để ba gọt trái cây con ăn trước nhé. Ba hả? Ồ, không sao nhé, để ba cho con ăn nhé. Ăn xong rồi con đi ngủ nhé. Ngon không? Hả? Nó con ngồi ăn đây, ba đi giặt đồ cho em nha. Ba giặt đồ cho con nhé. Nhá. Làm cả ngày đồ bẩn này, nước lên khui nè con này. Con có ăn nữa không? Ba gọt cho em nha. Hay là con uống sữa? Con uống sữa nhé. Ta lấy sữa con uống nhé. Uống sữa xong con đi vô nhà con ngủ nhá. Ba còn phải đi tắm nữa nhá. Rồi, cho ba nào. Ông uống hết rồi đúng không? Để cho ba nào. Uống hết rồi con đi vô phòng con ngủ trước nha. Để tí nữa ba vô ngủ sao? Đi con. Đi, đúng rồi.
Rồi. Thank you.